Trả lời cho mình luôn nha. Hôm nay giống như một cái buổi mà để hai mẹ các chị em của chúng ta cùng nhau nè tương tác cùng với nhau chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc làn da của mình. Rồi em xin chào các chị, em chào các tình yêu. Rồi thì hôm nay trên da của em thì hiện tại em có thường từ khi mà em sử dụng Lancy tới giờ á thì em tập trung hay là khi mà em đi chơi hoặc là đi ăn tối hoặc là đi gặp bạn bè gì đó thì em chỉ có việc là chút mascara nè, rồi đánh má hồng một tí, rồi tô miếng son thôi thì cảm thấy mặt mình rất là nhẹ nhàng, trừ khi những cái buổi tiệc sinh nhật nè hoặc là những cái buổi hẹn hò gì đó thì em mới cái trang điểm nó hơi hơi long trọng hơn thôi. Em cảm ơn chị âm thanh gõ hình ảnh đẹp, em cảm ơn chị Bích Diễm nha. Rồi em chào chị Xuyến Phạm nè. Đây là một chị khách hàng thân quen của bên nhãn hàng. Thì chị ơi, chị Xuyến, Xuyến Phạm ơi, hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho mình luôn cái cách mà để chăm sóc da của mình tại nhà nha các chị. Dạ rồi, thì bây giờ nói nhiều thì bây giờ em sẽ bắt đầu em tiến hành. Thì khi mà tiến hành chăm sóc da của mình thì việc đầu tiên luôn á là cái mình phải vệ sinh cái da tay mình trước. Thì trước khi mà tiến hành là em đã rửa và vệ sinh da tay của mình rất là sạch rồi. Bây giờ tiến hành bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên á em sẽ tẩy trang cho da của mình. Đây là dùng sữa tẩy trang của nhà Lancy. Thì bạn này á được có một cái gì này vậy nè, bạn này rất là tiện lợi. Nó được gọi là một cái sữa tẩy trang đa di năng luôn. Bạn có thể tẩy được mắt và môi luôn, rất là tiện dụng. Ngày xưa là thường á là em sẽ tẩy một cái dạng nước trước, xong rồi bắt đầu em sẽ tẩy dạng nước sâm tẩy qua dạng dầu rồi để mà tẩy mắt môi đồ riêng hết. Nhưng mà bây giờ từ khi mà có Lancy thì cái bước đó dường như nó ngắn và gọn hơn rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Em chỉ tẩy mỗi đúng bạn này thôi nhưng mà da của mình sạch bon. Sạch ở đây á, sạch bon đây nghĩa là sạch từng lỗ chân lông luôn, nhưng không có nghĩa là sạch mà làm cho da của mình khô hay gác. Vì ở trong những cái thành phần của Lancy á đều thiên về những dòng sản đều thiên về thiên nhiên hết nên rất là dịu nhẹ cho làn da. Và đặc biệt riêng á là dòng sản phẩm của Lancy là được nghiên cứu riêng cho làn da của người phụ nữ Việt Nam nữa đó mọi người, nên thành ra là cả nhà cứ bắt đầu tiến hành làm với em nha. Rồi bắt đầu em sẽ cho ra bàn tay của mình. Thường á em không có cho vô lòng bàn tay đâu mọi người ơi, mà em sẽ cho vào những cái đầu ngón tay của mình như vậy nè. Ở những cái bước mà sữa rửa mặt với sữa tẩy trang á là em sẽ dùng như vậy. Bắt đầu em sẽ thoa lên da của mình một cái lượng vừa đủ. Mình sẽ massage nhẹ như vậy nè. Mình sẽ massage trong vòng 2 phút nha cả nhà. Mọi người sẽ nói ủa sao tẩy trang này nó khác quá, nó không có bỏ ra bông tẩy trang như thông thường. Thì em xin chia sẻ mọi người luôn, ở mỗi cái loại tẩy trang mình sử dụng cách tẩy trang khác nhau. Hiện tại em đang dùng đây là dạng sữa thì mình tập trung mình sẽ nói cho bạn này nha. Thì riêng đối với bạn này á thì khi mà mình sử dụng á mình sẽ cho ra tay, bắt đầu mình sẽ massage. Bắt sau khi massage xong như vậy á thì nó sẽ nhũ hóa đi những cái lớp makeup này hoặc là bụi bẩn trên da của mình nè, sẽ được lấy đi. Sau đó bắt đầu mình sẽ lấy bông tẩy trang mình mới lau nó đi. Nếu mà đó như khi mà da của mình mất cấp nhiều quá thì mình có thể làm 2 lần để mình kiểm tra lại cho nó chắc chắn. Thì mình cứ lấy một cái lượng mà mình vừa phải thôi để mà cảm thấy nó đổ qua nó thấm hết da của mình. Đây mình sẽ xoáy theo vòng xoắn ốc nha mọi người. Ôi em cảm ơn chị Trần Kim Dung. Bữa nay làm da mắt của em hồi chiều á em đi ăn nên thành ra là em có hơi dặm mascara hơi dày một tí nào, thì bây giờ em sẽ massage luôn cái vùng này. Cái vùng này mình sẽ massage xoáy như vậy nè mọi người. Cái vùng này rất là nhẹ nhàng nên thành ra là thường đối với vùng mắt á mình sẽ sử dụng bằng ngón áp út nha cả nhà. Còn riêng những cái vùng còn lại mình sẽ để mà tẩy luôn cả cái chân mày nè, tại vì chân mày em cũng có vẽ trên đó nữa. Ôi hồi hộp quá. Thường á thì các không biết mấy chị có hay coi trên những cái chương trình thác xô ở trên TV không? Thường á là mấy bạn mà tẩy trang mấy bạn rất là hồi hộp. Em cũng hồi hộp quá cả nhà ơi. Thì
mình massage ngón út này là cái lực của nó rất là nhẹ nên thành ra nó sẽ không làm tổn thương mắt của mình. Mắt nó sẽ có hai chiều để mình massage như vậy nè mọi người. Mình kéo nó ra, đừng có miết chì quá nha. Ôi mất cái gạt của em nó bị lem hết rồi nè mọi người ơi. Rồi cái bông tẩy trang này em sẽ nhúng vào nước và em sẽ dắt khô, dắt nó đi nha. Rồi kinh quá, hồi hộp quá, hồi hộp quá cả nhà ơi. Đây, đây là cái em sẽ lau cái vùng mắt của em trước nha, tại vì nhìn nó sợ quá đi. Dạ rồi cả nhà thấy thôi, nó lấy đi gần như hết luôn cái lớp mascara mà nó không hề làm cho mình đau hoặc gác thường á. Mà mình ở đây này mình tẩy không đúng cách mà dùng dạng nước hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái mắt của mình đó, mình phải, nếu mà dạng nước mình phải để vậy nè một tí xíu cho nó mềm đi, bắt đầu mình mới lao đi như vậy, cũng không thôi á họ là nó sẽ không ra hết được mà làm cho đau cái phần mi của mình nữa. Em sử dụng rất là tiết kiệm cả hai mặt luôn, đều dơ như nhau. Rồi tiếp tục, cái phần này thì hơi lâu nè. Rồi em sẽ tẩy phần trán, lau phần trán của mình đi nha. Đây là cái da thật của em đây. Tí xí em sẽ lau kỹ, là em sẽ lau tết là một lần nữa. Đây cả nhà ơi, ôi rất là nhiều. Các chị ơi cùng xem live với em nha, để cái live hôm nay á là một cái live giống như là để em chia sẻ về cái cách chăm sóc da của mình tại nhà luôn. Và đây là cái cách em chăm sóc da của mình. Thì hiện tại những cái chị khách của bên Lancy nè, của bên nhãn hàng á, thì kêu là hay là em gửi clip đi, như hôm nay em tương tác luôn. Các chị có câu hỏi nào mà thắc mắc nè, muốn hỏi cái gì đó, tại vì nhiều khi các chị đang tẩy một cái đang ở nhà sử dụng sai cách hoặc là đang không biết tẩy như thế nào thì cứ hỏi em nha. Mắt em nó vẫn hơi một tí xíu nè. Rồi trời ơi. Rồi đây là cái da thật của em nha. Mấy ngày nay em ăn sầu riêng nhiều nên thành ra cũng hơi bị mụn nè mọi người. Hôm nay tới mùa trái cây rồi, thôi chắc chị nào nếu mà ghiền mà gọi là đạo sầu riêng như em thì chắc không ai tránh khỏi rồi. Em lau tiếp thêm một miếng nữa nha. Em không có lau khô, em sẽ nhúng vô nước vậy nè. Cái bông tẩy trang em sẽ nhúng vô nước, do là mà em nay có trang điểm á nên thành ra là em dùng hơi nhiều hao bông tẩy trang. Chứ mấy ngày nay từ ngày em xài Lancy tới giờ là em sẽ sử dụng hai miếng trong mắt. Đôi khi có bữa em dùng một miếng thôi, rồi riêng hả cái phần da của em á là em dùng hai miếng cho da, một miếng cho môi là coi như là xong rồi đó mọi người. Mà hôm nay là em có đánh má hồng nữa nên thành ra là em phải lau hết đi, tại vì ít nhất trong những cái thành phần trang điểm ít nhiều cũng sẽ có chì á, có chì của nó sẽ cũng làm cho da của mình nó bị nhiễm độc tố. Bởi vậy mình mới nói là cái phần mà làm sạch da rất là quan trọng luôn cả nhà ơi. Cái dù cái sản phẩm dù sản phẩm có mắc tiền đến cỡ nào đi nữa, nếu mà da của mình nó bị bít tắc nang lông nè, hoặc là bị nhiễm những độc tố nè, thì những cái sản phẩm dù có mắc cỡ nào nó cũng không thấm vào da của mình được á, nó gọi là vô nghĩa. Không mắc cấp thì dùng tẩy trang được không trơn? Dạ chị ơi, chị câu hỏi của chị Bích Diễm, đây là một câu hỏi mà dường như rất là nhiều chị em phụ nữ luôn á, là thường sao ta, chị không có trang điểm, chị không có make up thì thôi chị không tẩy trang nha bé. Thật sự là để mà nói á, dù không trang điểm, dù không tẩy trang nhưng mà chị cũng dù không trang điểm, dù không make up nhưng mà chị cũng phải cố gắng á là tẩy trang cho em. Vì đây á trong đó khi mà da của mình nó sản sinh một cái lớp dầu trên da, thì khi mà bụi bẩn nó bám vào trong đó thì sữa rửa mặt đôi khi nó sẽ không lấy hết đi được. Chị dùng sữa tẩy trang á chuyên dụng như vậy đó, dùng để tẩy trang như vậy thì nó sẽ làm sạch hơn, lấy hết những cái bụi bẩn ở da của mình. Sau đó mình dùng thêm một bước sữa rửa mặt nữa thì da của mình mới đảm bảo làm sạch gọi là 100% được nha chị. Hết tẩy hơi luôn.
Hình như là hồi nãy cái phần môi em chưa có dùng sữa tẩy trang. Để em lấy một xíu tẩy trang. Không có sữa tẩy trang, mọi người thấy không, cái vùng môi hồi nãy em chưa đi sữa tẩy trang á, nên thành ra khi mà lau nó sẽ lem đi mà nó không có sạch được. Ôi nhìn nó tèm lem luôn nè. Nghe cả nhà. Đây. Rồi bây giờ em sẽ lau kiểm tra lại một lần nữa nha, để coi nó đã sạch chưa. Nếu chưa thì nếu mà đối với những da mà chị make up như các chị có make up á, trang điểm á, thì mình nên tẩy thêm một lần nữa nha, để cho nó sạch hẳn luôn. Thì đối với em có thể là hơi kỹ tính á, nên thành ra là em hay kiểm tra da của mình lại như vậy. Nếu mà cảm thấy chưa ok em sẽ tẩy thêm một lần nữa mà nhanh thôi, em không có làm lâu như cái lần đầu. Để lần đầu em sẽ massage 2 phút, nhưng mà lần sau dạng như em kiểm tra em thoa lên da của mình, em massage nhẹ một cái rồi bắt đầu á hả, em kiểm tra lại, nếu mà nó đã sạch rồi thì thôi. Ok, rồi nó đã sạch rồi nên thành ra em sẽ không sử dụng nữa nha. Bắt đầu em sẽ chuyển qua là em sẽ dùng tiếp, đó là sử dụng tẩy tế bào chết. Các chị ở đây thì không biết là các chị có tẩy tế bào chết cho da của mình không ạ? Chị Bích Diễm hỏi là tẩy trang dạng sữa dùng được cho loại da nào chị ơi? Riêng chị Diễm ơi, đối với dòng sản phẩm của Lanxy á thì nó rất là dịu nhẹ, và đặc biệt nữa là với công thức riêng của nhãn hàng á thì dùng được cho mọi loại da luôn và rất an toàn, dịu nhẹ cho làn da. Rồi tiếp tục em sẽ sử dụng, đây là một cái tẩy tế bào chết nha. Hôm nay thì ở đây á, em có những cái dạng tẩy bào chết như sau. Đây là một cái dạng tẩy tế bào chết dạng hạt cà phê của nhãn. Đây là cũng trong những cái sản phẩm của Lanxy luôn đó cả nhà. Đây là một cái dạng hạt cà phê. Đây, nhìn giống cái hạt cà phê không cả nhà? Bạn này hoàn toàn là organic luôn nha mọi người. Tẩy tế bào chết thì có rất là nhiều dạng, nó có sẽ có dạng hạt nè, dạng sữa nè, dạng gel nè. Nhưng mà đối với da của em thì em thường em sẽ chọn ở những cái dạng dạng hạt như vậy, để làm chi nó sẽ len lỗ, nó len vào những lỗ chân lông của em để lấy những cái bụi bẩn đi. Mọi người sẽ nhớ như vậy nè, lỗ chân lông của mình hình phễu nên thành ra khi mà bụi bẩn nó bám vào trong đây và nó sẽ bắt đầu nó bị chặn ở trong đây lại như vậy nè. Thì lỗ chân lông cũng là con đường duy nhất mà đưa dưỡng chất sâu vào trong da của mình. Khi mà lỗ chân lông mình không được làm sạch đi á thì da của mình nó sẽ bị bít tắc lỗ nang lông nè, tạo thành những ổ viêm. Bởi vì thường thường các chị thấy là đi trang điểm nhiều mà về không mắt, không tẩy trang, không rửa sạch kỹ, không làm vệ sinh thì y như gần luôn là da mình nó sẽ có một triệu chứng là nổi cái những cái mụn ẩn ở dưới da của mình đó mọi người. Đây là cái nguyên nhân chính hình thành mụn ẩn luôn á, là do cái quy trình làm sạch của mình chưa đúng cách nên thành ra là da của mình hình thành những ổ viêm dưới da. Rồi thì đối với cái tẩy da tế bào chết này á, em sẽ cho một ít nước vô nha mọi người. Rồi đây em sẽ cho ít nước vô và xem sẽ rồi bắt đầu em sẽ massage nhẹ trên da của mình. Rất là nhẹ nhàng thôi, đối với dạng hạt này thì mình không có dùng mình miết mình kỳ nhanh quá nha mọi người. Thật là nhẹ nhàng thôi. Thì cái những cái hạt này nó sẽ lấy đi những cái lớp sừng nè, những cái tế bào chết ở da của mình nó sẽ được lấy sạch đi. Theo một cái chu kỳ thay da từ 28 đến 32 ngày á, thì da của mình nó sẽ đẩy một cái lớp sừng lên. Cái lớp sừng này bắt đầu á, nếu mà mình không lấy đi á thì bắt đầu nó sẽ làm cho da của mình nó bị khô gát, và những cái dưỡng chất đưa vào da nó không thấm sâu vào da của mình được. Rồi chị ơi, có chị nào muốn đặt câu hỏi nữa hay không? Có đặt câu hỏi nữa thì cứ inbox nha, em sẽ trả lời nè, trò chuyện với cả nhà luôn.
Chị Diễm ơi, chị Diễm còn đặt câu, còn câu hỏi nào nữa không chị Diễm ơi? Rồi. Hôm nay em làm trực tiếp luôn á chứ không phải là quay clip nên thành ra là mình sẽ thấy nó hơi chậm nha mọi người. Nhưng mà mọi người chú ý nè, em đang tẩy tế bào chết cho da của mình rất là nhẹ và tẩy và xoắn theo vòng xoắn ốc như vậy nè mọi người. Mình xoắn theo vòng đi lên nha. Đây da của mình nó sẽ đi lên như vậy nè. Chứ đừng có miết chì, em thấy có nhiều người cứ chì da mình xuống như vậy thì những cái cơ, những cái sự những cơ như dây chằng da của mình sẽ đứt đi, làm da mình xu hướng chảy xệ. Tại thật sự để mà nói thì lực hút trái đất nó sẽ kéo người mình xuống và đồng thời nó cũng kéo cái làn da của mình xuống theo. Mình chỉ cần sai cách hoặc là mình không để ý vấn đề đó thôi đó, là mình sẽ thấy da của mình nó sẽ bị dễ chảy xệ. Tẩy tế bào chết bao nhiêu lần một tháng là tốt cho da? Dạ rồi chị Diễm ơi, mình sẽ dùng cho hiện tại nếu mà tẩy bào chết á, thì em đối với làn tùy vào làn da, ví dụ mà da dầu, da hỗn hợp, lỗ chân lông to ở những cái vùng này nè, lỗ chân lông to thì những làn da đó một tuần tẩy tế bào chết cho em 2 lần. Thì mình có thể chọn những cái tẩy bào chết nhẹ nhàng giống như là những cái dạng hạt như vậy nè, hoặc là có những cái dạng gel cũng được nữa để tẩy bào chết cho da. Nhưng mà em thấy những cái da mà lỗ chân lông to là nên tẩy dạng hạt nha chị, để mà nó lấy đi những cái lớp sừng bụi bặm nó đi sâu trong da. Còn riêng những cái dạng mà da khô nè hoặc da thường nè, lỗ chân lông nhỏ thì một tuần mình chỉ cần tẩy bào chết một lần thôi. Vậy thì quy ra một tháng thì nó là 4 lần cho da thường và da khô. Và đối với da hỗn hợp, da dầu thì mình sẽ tẩy là 8 lần nha chị, từ 4 đến 8 lần. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lao đi nha. Thường á, nếu mà bình thường ở nhà không phải quay clip như vậy nè, là em sẽ vô trong nhà vệ sinh, vô toilet á, rồi em sẽ rửa, em sẽ tạt đi hết này, thì nó rất là nhanh. Do là em quay clip em ngồi ở đây nè, nên thành ra là em lao bằng khăn đó nên nó hơi lâu. Thật sự để mà nói, nếu mà để mà chăm sóc da đúng cách thì một ngày các chị dùng bỏ cho em là buổi sáng 7 phút và buổi tối 7 phút thôi, chứ không có gọi là nhiều quá đâu các chị. Do là em hôm nay em vừa làm mà em vừa tâm sự với mọi người thành ra nó hơi lâu á. Cái mất công lại mà các chị đang đang xem lại, chị là nói trời ơi, cái thời gian chăm da lâu quá, bắt đầu các chị bị nản. Không có lâu như vậy đâu nha cả nhà, do là em vừa làm em vừa tắm á nên thành ra nó mới hơi lâu. Thường mà em tẩy bào chết xong cho da của mình là em hay đắp mặt nạ, nhưng mà hôm nay nếu em đắp mặt nạ nữa thì nó sẽ hơi lâu. Với trong quá trình đó em có nói chuyện nữa thì cái mặt nạ của em nó sẽ giống như là nó sẽ bị nhân lên nhân xuống, nó không có tốt, nó sẽ hình thành những cái nếp nhăn đó. Nên thành ra là hôm nay em sẽ không, khi mà em tẩy tế bào chết xong em sẽ không có đắp mặt nạ, nhưng em cũng sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để mà làm một cái mặt nạ từ từ lăn xi luôn, tiết kiệm nhất. Ví dụ mà bữa nào mình không có mặt nạ sẵn trong tủ lạnh á, không có chế sẵn á, thì mình sẽ lấy cái sản phẩm của Lanxy ra để mà mình làm luôn. Bé bé, em đổi chị lấy chị một thau nước khác nha. Rồi, khi mà tẩy xong nè, để em lau hết. Ở đây là những cái hạt cà phê li ti li ti li ti li ti li ti li ti trên da của mình đó cả nhà. Cái này nó sẽ xoáy, nó lấy đi những cái bụi bẩn trong da của mình đi. Nên tẩy tế bào chết nha cả nhà ơi. Em cảm ơn chị Diễm. Trời, em chị nội chị khen là da em có độ ẩm ghê luôn. Dạ em cảm ơn chị. Thật sự nếu mình đối với những người mà họ mà chăm sóc da nhiều á, họ sẽ có nhiều người không hiểu là ủa sao nhìn vô biết có độ ẩm, cái độ ẩm hay không á là nó không phải nằm trên bề mặt da không, mà khi mà chị rửa chị tẩy trang xong hết rồi chị sẽ thấy da của mình cái độ đàn hồi nè. Khi mà da của mình đủ ẩm đủ nước á, da mình no nước thì da mình nó sẽ thấy không, nó sẽ bắn lại. Còn có những làn da mà khi họ không dưỡng này, họ không chăm sóc mà nó bị khô thiếu ẩm á, thì da của mình khi mà nhấn vô thì nó bị nằm sụm vô luôn, nó bị sọp vô luôn, nó không 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 đàn hồi lại được.
Rồi em lao đi hết nha, em lao đi hết xong bắt đầu em sẽ chị Diễm ơi, chắc là chị cũng đã sử dụng cái tẩy tế bào chết dạng hạt cà phê của Lancy rồi phải không ạ? Ở đây khi mà xem live thì chắc là đa phần là khách hàng nè, là những chị đã sử dụng Lancy rồi phải không ạ? Rồi xong. Đây là trên gương mặt em là hiện tại là không còn cái gì luôn á mọi người, rất là sạch. Ôi dạ em cảm ơn chị. Một tí nữa thì nhân viên bên em sẽ ship cho mình nha chị. Chị inbox giùm em nha. Để lại số điện thoại. À thôi thì em à, có số điện thoại và địa chỉ cũ rồi, một tí xíu em sẽ cho nhân viên gửi cho mình ạ. À. Rồi, sau khi mà tẩy tế bào chết xong rồi á, bắt đầu em sẽ sử dụng, tiến hành là em sẽ dùng sữa rửa mặt. Rồi, đây là sữa rửa mặt của nhà Lancy. À, da chị Diễm chưa bao giờ tẩy tế bào chết luôn. Tại sao vậy chị? Do là chắc là trước giờ các bạn tư vấn không có tư vấn hướng dẫn cho mình hay sao? Tại vì thường á, nếu mà vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu mình sẽ tiến hành tẩy bào chết cho da nha chị Diễm ơi. Dạ rồi, tiếp tục em sẽ dùng tiếp một tí xíu nữa thì em sẽ inbox và tư vấn thêm cho chị để hướng dẫn cho chị về cái tẩy bào chết cho da của mình nha, để mà nó sẽ là nó hỗ trợ đưa nó một phần đó chị, nó hỗ trợ đưa những dưỡng chất đi sâu vào trong da của mình ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục bây giờ em sẽ sử dụng, đây là sữa rửa mặt, thì sữa rửa mặt này được chiết xuất từ dầu hạt táo, để một dầu hạt táo lên men á, để nó làm một cái chất giống như một chất xúc tác á, để tạo ra bọt. Thường á thì những cái dòng sữa rửa mặt khác thì họ sẽ sử dụng là suốt và bazơ để mà tạo nên bọt, còn riêng Lancy á là thiên về những cái sản phẩm thiên nhiên, nên thành ra là từ cái nguyên liệu, từ những cái thành phần á là được thiên về thiên nhiên hết, nên thành ra là bên em sử dụng đó là dầu chiết xuất từ hạt táo, rất là dịu nhẹ cho da, và đặc biệt á là nó sẽ cân bằng độ pH trên làn da của mình. Khi mà các chị lựa chọn một cái sản phẩm sữa rửa mặt á thì đa phần là mọi người sẽ chú trọng vào nhất đó là cái độ pH trên sữa rửa mặt này. Nếu mà độ pH của nó quá cao á thì nó sẽ mang một cái tính chất, đó là nó mang tính chất kiềm, tính kiềm hóa, thì nó sẽ làm da của mình nó sẽ dễ đổ nhờn và dễ bị mụn. Còn nếu những cái chất mà nó giống như độ pH nó quá thấp á, thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ làm cho da của mình nó bị khô. Khi mà khô như vậy mang tính axit thì da của mình sẽ bị nhăn trùng và chảy xệ. Thì đối với một cái sữa rửa mặt mà độ pH mà gọi là ở nằm ở trung tính như vậy nè thì nó rất là phù hợp, và phù hợp với gần như là mọi loại da luôn, da da yếu, da nhạy cảm đều sử dụng được ạ. À, chị Diễm nói là do lý do là chị không sử dụng tẩy tế bào chết là sợ da bị bào mòn. À chị ơi, khi mà mình dùng tẩy tế bào chết ở đây á chị, không phải là mình tẩy, không phải là sử dụng những phương pháp lột da hoặc là mình dùng những cái biện pháp giống như là những cái kem mà nó có chứa cọc ti đồ á, hoặc là những cái chất làm tẩy trắng nhanh thì nó mới bào mòn da. Còn riêng mà khi mà chị tẩy bào chết ở đây có nghĩa là giống như là theo một cái chu kỳ thay da của mình á, da mình sẽ mọc lên một cái lớp sừng như vậy nè, thì khi mà mình theo cứ một tuần như vậy á, chị tẩy bào chết đi thì nó sẽ hỗ trợ, nó lấy đi hết những cái bụi bẩn này đi, nó không hề làm cho da của chị bào mòn đâu nha chị cứ yên tâm. Và đặc biệt nữa là khi mà chị đã sử dụng những cái sản phẩm của Lancy rồi á, thì những sản phẩm nào của Lancy cũng thiên về thiên nhiên và rất là yêu chiều cái làn da của người phụ nữ Việt Nam luôn, nên thành ra chị cứ yên tâm, không hề bị bào mòn đâu nha chị ơi. Bào mòn ở đây em sẽ nói chung quy là nếu mà da bị bào mòn á, là những cái sản phẩm làm trắng nè, những cái sản phẩm lột tẩy da nè, peel da nè, thuốc gội nè, đó là những cái sản phẩm mà gọi là làm mỏng bào mòn da,
Còn riêng tẩy tế bào chết ở đây là nó hỗ trợ lấy những lớp sừng ở da đi để giúp da của mình nó hấp thu sản phẩm tốt hơn ạ. Dạ rồi, bây giờ em sẽ cho sữa rửa mặt ra tay nha. Em sẽ lấy một cái lượng rất là nhỏ bằng một hạt đậu thôi. Em sẽ cho ra tay, cho đầu ra đầu tay của mình. Bắt đầu em sẽ tạo bọt. Mình sẽ đánh bọt lên nha cả nhà. Bọt của bạn này rất là ít. Dạ đúng rồi chị ơi, chị cứ yên tâm sử dụng tẩy tế bào chết nha chị. Tẩy tế bào chết ở đây là nó sẽ hỗ trợ lấy đi những cái bụi bẩn ở da, những cái lớp sừng, những cái tế bào chết trên da của mình nó sẽ được lấy đi, giúp da của mình thông thoáng lỗ chân lông, giúp hấp thụ tốt sản phẩm đi vào da của mình đó chị ơi, chị cứ yên tâm nha. Dạ rồi, cái này thì em sẽ, đó là sữa rửa mặt đó, thì em sẽ sử dụng rất là nhanh, em chỉ sử dụng trong vòng 1 phút thôi. Một ngày chúng ta sẽ dùng sữa rửa mặt 2 lần nha mọi người, nha cả nhà. Nhưng riêng đó da nào mỏng, da nào bị bào mòn rồi thì buổi sáng chúng ta ngủ dậy chúng ta sẽ không sử dụng sữa rửa mặt nữa, mà chúng ta chỉ rửa nhẹ bằng nước ấm, sau đó mình rửa lại nước lạnh thôi. Vì lý do tại sao nè, đó là những cái làn da mà họ đã sử dụng những kem trộn, kem tẩy nhiều rồi, hoặc là lột da rồi, bêu da rồi, lăn kim rồi, thì cái lớp màng trên da của mình, lớp màng sinh học trên da đã mất đi dần rồi. Thì nếu mà chúng ta rửa nữa mà để sạch quá như vậy á, thì da của chúng ta nó sẽ nó bị nhạy cảm đi á. Tại trong quá trình mà khi mà chị dưỡng da là nó là một cái quy trình để mà nó gọi là phục hồi và tái tạo, phục hồi lại cái làn da của mình. Thì da mình lúc đó sẽ sản sinh một cái lớp màng lipid trên da. Thì đối với những cái da mà mỏng mà yếu quá thì chúng ta không sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng, mà chúng ta chỉ rửa vào buổi tối thôi, hạn chế là. Còn riêng những cái làn da mà giống như da của mình là da dầu nè, hoặc là da của mình da hỗn hợp nè, hoặc là da thường, da khỏe, thì chúng ta sẽ rửa một ngày 2 lần nha cả nhà, để chúng ta đưa dưỡng chất vào da của mình. Cái trường hợp em đang nói một ngày một lần là dùng cho những cái làn da mỏng quá nha mọi người. Những làn da bị bào mòn rồi thì sử dụng ít lại. Bé lấy giùm chị thao nước đi đó. Rồi thì hôm nay trong chương trình hôm nay thì chắc là mọi người đã theo dõi nãy giờ cũng gần như là gần 30 phút rồi. Thì các chị cũng đang rất là quan tâm là hôm nay cái quà tặng của chương trình ngày hôm nay là gì phải không ạ? Tại vì đầu like hồi nãy em đã có nói rồi. Thì hôm nay đối với chương trình của nhãn hàng của Lanxy, khi mà các chị mua 3 sản phẩm bất kỳ của nhãn hàng sữa rửa mặt nè, hoặc là kem chống nắng nè, hoặc là tẩy trang nè, chị có thể là mua 3 loại sản phẩm bất kỳ, thì chị sẽ được tặng kèm một cái gương đây ạ. Xin không cả nhà ơi, đây là gương độc quyền của nhà Lanxy, được in thương hiệu và logo của Lanxy lên trên đây luôn ạ, bằng một cái chất liệu bao da cao cấp. Và đây là cái mặt kính rất là nhỏ gọn luôn, các chị có thể bỏ vào trong túi xách của mình nè, đi du lịch nè, đi chơi nè, hoặc là có thể là dùng trên ở nhà của mình khi mà cần nữa. Nó rất là tiện lợi luôn và cực kỳ sang luôn. Ví dụ mà các chị ra cà phê móc trong cái ví của mình ra một cái gương như vậy thì em nghĩ chắc có nhiều người trầm trồ lắm. Đây là cái gương của nhà Lanxy nha, được in bên đây là đã được dập và được mai, cái đường mai của nó rất là đẹp luôn cả nhà, thấy không? Đây là cái hàng cao cấp của bên em đấy ạ. Được in chữ và thương hiệu của logo của Lanxy. Thì các chị ơi, những chị nào mà đã yêu mến Lanxy rồi thì không thể nào bỏ qua món quà được phải không ạ? Thì trong cái live ngày hôm nay thì các chị có thể đặt bất cứ 3 sản phẩm bất kỳ để mà mình cùng được nhận quà nha. Dạ rồi, thì hôm nay á, do cái live của mình nó hơi đã kéo dài thời gian rồi, em sẽ không đắp mặt nạ nữa. Thường thì em sẽ đắp mặt nạ cấp ẩm cho da của mình, em tập trung là cấp ẩm, hoặc là em sử dụng những cái sản phẩm giống như Abutin nè, rồi Q10 nè, để hỗ trợ chống lũ quá nè, giúp làm sáng da nè. Nhưng mà riêng hôm nay á, thì em sẽ không có thời gian để mà em đắp mặt nạ.
À, đặc biệt nữa mọi người, đó khi mà mình sử dụng của Lanxy rồi á, các chị sẽ thấy á, một cái rất là tiện lợi nữa là các chị không cần phải suy nghĩ đau đầu là mình sẽ chọn một cái mặt nạ nào. Thì trong cái bộ sản phẩm của Lanxy, nếu mà các chị ai đang sở hữu rồi thì các chị có thể là hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Ở đây là một cái bịch mặt nạ giấy. Mặt nạ giấy này thì chắc là quá quen thuộc với cả nhà rồi, phải không? Các tình yêu rồi phải không ạ? Đây là mặt nạ giấy. Thì đối với cái dòng sản phẩm của Lanxy này thì khi mà chị các chị á, đây là cái siêu serum, thì trong siêu serum này đang một cái tinh chất hoạt chất rất là nó rất là, nó một sản phẩm ba trong một luôn á, một sản phẩm mũi mũi nhọn, một sản phẩm ngôi sao của Lanxy luôn. Nó sẽ hỗ trợ, trong đây nó sẽ có glutathione nè. Glutathione ở đây nó hỗ trợ là để làm cho da của mình sáng đều màu, giúp da của mình trắng hồng luôn á cả nhà. Cả nhà sẽ nghe cái hoạt chất này nhiều khi mình đến thẩm mỹ viện nè, hoặc là mình đi ra spa, hoặc mình đi đến bệnh viện da liễu, thì họ sẽ, bác sĩ thường sẽ kê cái glutathione để hỗ trợ điều trị nám, hắc sắc tố melamin á. Ngoài ra nữa thì khi mà đến thẩm mỹ viện thì họ sẽ dùng, họ truyền vào đường truyền cho mình, đó là truyền trắng đó mọi người, đó là glutathione luôn nha. Thì trong hoạt chất này có glutathione, một cái thành phần rất là đắt đỏ, để hỗ trợ làm sáng và làm mờ những cái mảng nám trong da, giúp da của mình sáng và đều màu. Tại vì sao? Da của mình sạm màu là do gốc melamin trong da của mình hoạt động quá mạnh, nó làm da của mình bị sạm màu đi. Thì đối với Lanxy thì ngoài cái sản phẩm này dưỡng ra thì các bạn có thể dùng cái này giống như là thành một tuần đó, thì các chị có thể đắp hai lần, nó giống như bổ sung thêm dưỡng chất mà tặng thưởng thêm cho da của mình á, là các chị có thể nhỏ nhỏ cho em ba bốn giọt siêu serum này vào cái mặt nạ. Các chị có thể làm ướt cái mặt nạ giấy này đi nha. Mình sẽ lấy cái nước nước cất hoặc là nước khoáng của Lavi á. Thần Môn, chị tư vấn các bước dưỡng da làm mờ thâm giảm mụn kiềm dầu. Dạ rồi chị Hằng Môn ơi, em sẽ hôm nay chị chủ yếu chị cố gắng theo dõi live giúp em nha. Thì trong quá trình này em sẽ hướng dẫn cho các chị luôn là làm sao để mà làm mờ những cái vết thâm trên làn da của mình, làm sao để da của mình giảm mụn đi. Rồi ngoài ra nữa thì trong thành phần của cái bạn siêu serum này, tại sao bạn này được gọi là một cái sản phẩm ngôi sao, vì trong đây nó có một thành phần nữa, đó là niacinamide. Niacinamide được mệnh danh nó là một thần dược, nó để hỗ trợ ngăn ngừa mụn và hỗ trợ điều trị cho mụn. Thì khi mà các chị sử dụng đây nè, nếu mà đối với những tình trạng mà da mụn á, thì các chị chịu khó là hãy lấy nhân mụn đi nha. Tại vì ở những cái nhân mụn nó đã tạo còi với da, đó là những cái ổ viêm. Thì khi lấy nhân mụn đi thì các chị có thể thoa serum một lượng mỏng lên, thì cái những cái vết thương đó, những cái ổ viêm của mình nó sẽ được làm được se khít lại. Vì trong trong bạn này nè, nó có thêm một thành phần nữa là nước biển sâu, trong đó rất là nhiều khoáng chất, nó sẽ làm, nó làm cho da của mình sát khuẩn sát trùng đi, nó giúp da của mình nó bình phục lại nha cả nhà. Thì các chị nhỏ 4 giọt siêu serum này vào trong cái mặt nạ, và mình dùng cái nước cất hoặc là cái nước khoáng Lavi của mình á, làm cho ướt cái mặt nạ này đi, rồi bắt đầu mình nhiễu vào, bắt đầu mình sẽ đắp mặt phủ trên bề mặt da của mình. Như vậy là cái là da của mình sẽ được nạp một dưỡng chất đầy đủ cho da luôn. Đắp lên da của mình khoảng 15 đến 20 phút thôi nha các tình yêu ơi. Ngoài cái mặt nạ làm từ siêu serum này ra nữa thì chúng ta còn một cái mặt nạ nữa, đó rất là tuyệt vời luôn. Đó là cái mặt nạ ủ này nè các cả nhà ơi. Đây là kem đêm của Lanxy. Nó được ví như là cái mặt nạ ủ cho da của mình luôn. Các chị mà ví dụ các chị hôm nào mà đi nắng về hoặc là đi bị da bị cháy nắng á, các chị có thể dùng cái mặt nạ này nè để phủ lên làn, để đắp lên làn da của mình, hỗ trợ làm giảm đi, làm dịu cái làn da khi mà bị bỏng rát đi. Nhất là cái mùa hè này các chị đi biển á thì cái da của mình nó hay bị táp bị cháy nắng, các chị có thể dùng cái này để mà nó hỗ trợ cho da của mình á, nó làm dịu cái làn da của mình. Và ngoài ra nữa để làm dịu cái da này thì cái siêu serum này còn một nhiệm vụ đó, các chị có thể bỏ vào trong tủ lạnh của mình. Các chị có thể khi mà đi nắng rồi bị da của mình nó bị cháy hoặc bị cháy nắng á, hoặc bị sạm đi, các chị có thể dùng serum này nhỏ lên da làm dịu cái làn da của mình. Và đặc biệt là có dưỡng chất trong đây, có thành phần nấm chút phò. Thì nấm chút phò nó sẽ hỗ trợ là giúp những cái tế bào da của mình được hồi phục lại, bình phục lại, giống như làm lành vết thương lại vậy đó, giúp da của mình nó khỏe hơn. Thì đó là những cái mẹo nhỏ. Ngoài ra nữa thì các chị á, ở trong sản phẩm của Lanxy thì có thêm một cái bảng essence này nữa. Bảng essence này là một cái dòng tinh chất, thì trong đây nó có thành phần chính, nó là alatoin. Alatoin nó sẽ hỗ trợ giống như
tạo một cái lớp màng, sản sinh một cái lớp màng sinh học trên da để nó bao bọc lại làn da của mình. Các chị có thể ví như một cái lớp màng bọc thực phẩm nó bao lại để tránh những cái tổn thương, những cái vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào, và đặc biệt nó cấp ẩm cho da của mình, làm dịu da. Thì hai cái sản phẩm này nè, hiện tại các chị nào có nhà, nếu mà thường mình phải thoa từng bước á, nó rất là mất thời gian. Các chị thấy mất thời gian á, các chị có thể giống như em hôm nay nè, các chị có thể mix nó lại với nhau, mix hai giọt nha. Giống như hiện tại da em đã làm sạch rồi thì hôm nay em sẽ sử dụng cái này. Bình thường á thì em sẽ sử dụng nhỏ bằng này lên đây, nhỏ bằng lên đây hoặc lên đây, rồi bắt đầu em sẽ thoa đều ra, rồi bắt đầu em sẽ vỗ. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ mix lại luôn để chia cho em, hướng dẫn các chị làm cho nó nhanh. Có nhiều chị là bận bộ con cái nè, thì đối với làn da của em thì em biết em sẽ sử dụng hai giọt nha mọi người, cả nhà. Hai giọt siêu essence nè, em sẽ mix với hai giọt siêu serum. Rồi em sẽ cho ra tay của mình và em sẽ massage nhẹ, em sẽ tạo một độ ấm như vậy, rồi bắt đầu em sẽ ốp lên da của mình. Rồi em sẽ massage nhẹ và em sẽ vỗ. Mình vỗ như vậy nè các chị thì nó sẽ thấm sâu vào trong da của mình hơn. Hôm nay thì em không đắp mặt nạ, nhưng mà đối với hôm nay thì em sẽ sử dụng là em sẽ đi máy. Thì ở đây là một cái máy điện di để đẩy tinh chất vào da của mình. Thì nó có hai chế độ nóng lạnh. Ở chế độ nóng thì nó sẽ hỗ trợ đẩy dưỡng chất sâu vào trong da của mình. Ở chế độ thứ hai là chế độ lạnh thì nó sẽ khóa lại, nó làm cho lỗ chân lông mình se khít lại. Khi mà mình mở lên như vậy nè thì bắt đầu sẽ ấm. Trong quá trình chạy như vậy á, cả nhà chúng ta có thể tăng ẩm cho nó. Bé ơi, để em lấy thêm một cái chai Lavi qua, em lấy giùm chị một chai Lavi để chị tăng ẩm cho da để chị đi máy. Ở trong đây nè, ở trong góc trong, góc trong bên kia, vô chơi góc trong luôn. Rồi đợi em tí xíu nha cả nhà ơi. Em sẽ khi mà mình thoa như mình vỗ vậy, nó đã thấm vào da rồi, thì hiện tại em đang hỗ trợ là em tăng thêm ẩm bằng nước khoáng, bằng nước cất á, để em đưa cái dưỡng chất vào sâu trong da của mình. Với hỗ trợ là sử dụng cái máy, tại vì khi mà các chị mà sử dụng serum rồi đó, là cái da của mình đó nó thấm vào da hết rồi, không có chạy được cái máy. Rồi đây, mình có thể là mình tăng ẩm thêm cho da nha cả nhà. Đối với những cái làn, tại sao thông thường thì em sẽ dùng thêm essence á, em là nhỏ thêm một tí nữa rồi bắt đầu em thoa. Nhưng mà hôm nay ở trên đây thì em sẽ tăng ẩm bằng bằng nước cất, chứ không là cả các chị nào mà da mỏng yếu mà cứ tăng sản phẩm liên tục á là da mình nạp dưỡng chất nhiều quá sẽ hơi bị ngợp nha cả nhà. Đây. Hôm nay em làm trên đây thì em cũng làm ít thôi, để hồi em còn hướng dẫn thêm dưỡng kem nữa, với trả lời những thắc mắc của các chị nữa. Không thôi là bị kéo dài thời gian của cái tình yêu của em nữa, một tí còn nghỉ ngơi nữa phải không ạ? Giờ này thì các chị chắc ăn tối rồi hết đúng không cả nhà ơi? Mình cũng sẽ đẩy theo chiều nâng cơ lên nha cả nhà. Khi mình đưa dưỡng chất như vậy nè, đó. Những cái chị nào mà hiện tại ở cái phần da của mình ở phần này nè, nó bị nọng càm, biết nó bị hơi bị mỡ nhiều nè, hoặc là bị ở khúc này nè, nó bị nọng càm nè, thì mình có thể chạy nhiều ở chỗ này một tí xíu để đánh tan cái mụn càm này đi. Đây là một cái chế độ xung điện nó đang đi sâu vào trong tầng da của mình để hỗ trợ làm da của mình nó săn chắc và đưa những dưỡng chất vào sâu trong da của mình đó cả nhà.
Cái máy này là một cái máy mini cầm tay, nó như một cái spa mini ở nhà vậy đó. Kết hợp với những cái dưỡng chất trong da cũng khi mình đưa cho da nữa. Các tình yêu ơi, ai có những câu hỏi gì nữa không thì trong thời gian này em sẽ tương tác, em trả lời cho cả nhà luôn nha. Chào chị Ngọc Thuận nè, chào chị Trần Nguyễn nè, chào chị Diệu Trâm nè. Các chị có những câu hỏi, những thắc mắc gì thì em sẽ hướng dẫn cho mình luôn nha. Chị Hồng Mon ơi, chị còn ở đây không ạ? Chị Hằng Mon ơi, chị còn theo dõi không ạ? Rồi. Hôm nay em sẽ đi ít lại thôi, nhưng mà trong thời gian mình đi như vậy mình sẽ đi trong vòng 5 phút nha, đi ở chế độ nóng này và thêm 5 phút chế độ lạnh nữa để chi theo cơ chế nóng lạnh đó mọi người. Khi mình đưa ra dưỡng chất vô rồi thì mình cần phải khóa ẩm, khóa dưỡng chất lại sâu trong da của mình nè. Em thích nhất là cái vùng trán nè, tại thường em hay trâu mài cái phần vùng trán này của em nè, nó hay bị nhăn á mọi người. Nên thành từ ngày khi mà em sử dụng những cái sản em sử dụng Lancy với kết hợp với cái bảng máy này nè, thì cái phần nhân ở chỗ này của em dường như bây giờ nhìn nó không còn rõ nữa, chứ hồi trước em hay trông ngày ở đây nè, nó hiện rất là rõ luôn. Rồi. Bắt đầu em sẽ qua chế độ lạnh nha. Qua chế độ làm lạnh xong bắt đầu em sẽ ngưng lại. Nó đang lạnh đó cả nhà ơi. Qua cái màu xanh này là nó lạnh nè. Rồi thôi tới đây thôi. Hôm nay bắt đầu em sẽ sử dụng tiếp kem dưỡng ban đêm và em sẽ hướng dẫn luôn cách sử dụng cho kem ban ngày luôn. Thì trong quá trình em sẽ dùng kem đêm như thế nào thì cái kem ngày của mình nó cũng sẽ sử dụng như vậy nha cả nhà. Đầu tiên á là các chị sau khi mà làm sạch da đi rồi mình sẽ nhớ một quy trình ngắn gọn nha, cho nó dễ hiểu. Đó là đối với quy trình dưỡng da thì nó sẽ gồm có 3 bước. Bước đầu tiên là bước làm sạch. Thì trong bước làm sạch đó nó sẽ có nè, tẩy tế tẩy trang nè, tẩy tế bào chết nè và rửa mặt nè, đó là cái 3 bước đầu để làm sạch. Qua tới bước thứ hai nữa là cái bước nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi, thì trong đó nó sẽ có nè Essence. Bạn này là đầu tiên, bạn này sẽ hỗ trợ cân bằng lại làn da và làm cho làn da của mình được dịu lại và cấp ẩm sâu cho da. Sau đó là cái bạn siêu serum này sẽ hỗ trợ cho da của mình, đưa những cái dưỡng chất cần thiết giúp da của mình mờ những cái mảng nám đi, giúp da sáng căng bóng, và đặc biệt đối với những làn da mụn thì bạn này sẽ hỗ trợ cho da mụn những cái ổ viêm ở da cái những ổ viêm mụn á được kháng viêm kháng khuẩn đi và làm giảm mụn đi cho mình. Rất là nhiều phản hồi của khách hàng bên bên em luôn khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà từ khi sử dụng sản phẩm của Lancy thì mụn của mình dường như biến hết, biến mất khỏi không còn nữa luôn á cả nhà. Rồi sau khi mà mình đã dưỡng đưa dưỡng chất vào da rồi thì bước tiếp nữa đó là cái bước khóa ẩm. Thì khóa ẩm ở đây đó là kem kem dưỡng, thì nó sẽ có kem dưỡng. Đây là kem dưỡng trắng của Lancy, em sẽ dùng cho ban ngày, và đây là cái kem dưỡng ban đêm. Nó như một cái mặt nạ ngủ, một mặt nạ ngủ luôn á cả nhà. Nó sẽ hỗ trợ, nó là một cái kén tằm á để mà chi nó bao bọc cái làn da của mình lại trong quá trình mình ngủ như vậy nè. Nó sẽ hỗ trợ sản sinh một cái lớp màng, sản sinh những cái tế bào mới, những tế bào khỏe trong da, giúp da của mình căng và săn chắc. Khi mà mình thoa cái này lên và khi mà sáng chị ngủ, các chị ngủ dậy á thì thấy da của mình á nó rất là căng mịn mịn màng luôn.
Ở đây em sẽ có cái thìa, thì các chị sẽ lấy, đối với những kem này các chị sẽ thấy lấy một thìa kem nha cả nhà ơi. Mình sẽ lấy một thìa kem mà mình cho ra cái đây, mình sẽ cho ra cái mu bàn tay này. Đó, mình sẽ chấm đều các điểm. Thường thì các chị sẽ chấm 5 điểm đúng không ạ? Nhưng mà riêng đối với em thì em sẽ chấm đều 5 điểm. Em sẽ chấm đều các điểm để khi em tán ra nó sẽ đều hơn. Này, mình sẽ thoa ra như vậy nha cả nhà. Mình thoa đi lên. Thoa nhẹ nhàng vậy thôi. Cái phần còn dư á mình sẽ thoa cho vùng cổ luôn nha các tình yêu ơi, tại vì vùng cổ nó cũng rất là quan trọng luôn á. Cái vòng cổ mình mà bị lão hóa người ta cũng sẽ đoán được cái độ tuổi của mình đó. Rồi mình sẽ vỗ nha, sau khi mình thoa xong mình sẽ vỗ như vậy nè, giúp da của mình nó đưa sâu dưỡng chất vào da mình tốt hơn. À chào chị Diễm. Đối với kem dưỡng da của Ban Đêm á, thì mình sẽ dùng được cho cả da nhạy cảm luôn nha chị Diễm ơi. Vì nhưng mà đặc biệt là vậy nè, có nhiều khách hàng của bên em hỏi là sau khi mà mình dưỡng da Ban Đêm á, nó có bị này bị sợ bị kích ứng này kia nọ, thì cả nhà cứ yên tâm. Tại vì ở trong đây đây là một cái thành phần nó chiết xuất từ nấm trúc phò, thành phần chính của kem đêm bên em á là nấm trúc phò, và trong đó nữa nó có thêm hai cái lợi khuẩn nữa, thì nó sẽ hỗ trợ á, làm da của mình á, nó sản sinh những cái lớp màng bảo vệ da của mình, giúp da của mình đủ ẩm đủ nước và căng mọng luôn. Giá như thế nào chị á? À, đối với kem dưỡng da ban đêm của nhà Lancy hiện tại giá một bạn là 1,2 triệu nha em. Một triệu hai nha bạn, không biết là lớn hơn hay nhỏ hơn luôn, mình xin lỗi. Một tí xíu nữa thì mình sẽ inbox để mà mình tư vấn cho bạn về da nha. Bạn có thể kể về tình trạng da của mình hiện tại đang gặp những vấn đề gì nè, và những cái mong muốn như thế nào, thì một tí nữa thì mình sẽ inbox và tư vấn riêng cho mình nha. Bạn còn gì thắc mắc nữa không? Chị Diễm ơi, cái này dùng được cho da nhạy cảm luôn nha chị. Đây, chị có thể quan sát nè, hồi nãy cái lúc mà da của em khi mà làm sạch xong á, bây giờ khi mà da của em nó đưa được giờ đưa dùng Essence Serum và dùng cái kem cấp ẩm ban đêm á, cả nhà có thấy là da của em nó trở nên giống như có một cái lớp kén nó bao cái làn da của mình lại không? Nó nhìn nó căng và nó bóng hơn rất là nhiều luôn. Đây là một cái da mộc hoàn toàn của em luôn nha cả nhà. Mấy ngày nay là thường thì em ít có trang điểm lắm, nhưng mà mấy ngày nay em đi gặp khách đó, nên thành ra em trang điểm nó da nó không quen tí xíu nè. Khi mà các chị sử dụng một sản phẩm này, ví dụ mà sản phẩm trang điểm giống như kỳ chì chì kẻ đi, hoặc mỗi sản phẩm nào đi, cái chị mà da của mình nó sẽ có những cái trường hợp là kích ứng là khác và dị ứng là khác nha cả nhà. Nếu mà các nhà nào đang quan tâm mà không biết là da mình ở trường hợp nào á, thì có thể inbox để em tư vấn cho mọi người. Chứ không thôi cả nhà có thể nhìn da của em nè, giống như hồi chiều em kẻ chân mày của em á, thì do em có thể là em không phù hợp với cái bạn đó, thành ra là ở cái vùng vùng cuối chân mày của em nó hơi đỏ một tí xíu nè, mọi người thấy không? Ở đây là giống như nó phản ứng lại thôi, nhưng mà những vùng còn lại nó bình thường nè. Không biết là các tình yêu của em ở đây sử dụng sản phẩm, ví dụ một sản phẩm bất kỳ nào đó đi, thì có khi nào mà thấy da của mình nó dài được đốm đỏ gì không? Đối với nam ban đêm dùng được kem đêm không chị? Không chân. Dạ, đối với da nam vẫn sử dụng kem đêm nha chị ơi. Kem đêm này sẽ hỗ trợ da của các anh, đó là nó sẽ làm cho da của anh nó mềm nè, căng bóng nè, nó giảm tình trạng sần sùi da đi nữa. Hiện tại không biết sao á, chứ thói quen của hiện tại em thấy là các khi mà ở Lan Si em thấy rất là nhiều bạn nam nhấn vô inbox để mà tư vấn để mà dưỡng da luôn á, thì các bạn nam rất là thích cái kem dưỡng ban đêm của bên mình đó chị. Hiện tại không không những là các bạn nữ mà quan tâm về da đâu, các bạn nam cũng quan tâm rất là nhiều luôn ạ. À,
ở nước ngoài các chị để ý nha, thường á những cái người Hàn Quốc nè hoặc là những người Trung Quốc nè thì họ rất là chú trọng về vẻ bề ngoài của mình, nên thành ra là nó có rất là nhiều dòng sản phẩm riêng cho làn da nam luôn á cả nhà. Còn riêng ở bên mình thì hiện tại là các bạn nam vẫn sử dụng, cũng như là phải tìm ra những cái sản phẩm nào phù hợp với da nam. Thì đối với Nancy thì kem ẩm ban đêm phù hợp, rất là phù hợp với cái làn da của nam giới luôn á chị. Chị có thể mua cái này để về tặng ông xã của mình vào một cái dịp bất kỳ, và khi nào mà chị mua mà để tặng quà thì chị cứ inbox là ở hôm nay nhà chị đang ví dụ sinh nhật ảnh hay gì đó, thì bên em sẽ có thêm phần quà kèm quà tặng cho mình nữa nha. Ví dụ là một cái món quà gì đó bí mật, nhưng mà chắc chắn luôn nếu mà nói những trường hợp như vậy thì bên em sẽ có những cái phần quà riêng cho mình để mà tặng kèm cho người bạn nè, người bạn trai đó hoặc ông xã của mình nha. Dạ rồi, thì khi mà dưỡng ẩm cho da của mình xong rồi thì đối với cái kem dưỡng ban ngày á các chị, nó cũng tương tự như vậy luôn. Sau khi các chị dưỡng da xong rồi, có nhiều chị hỏi em là cái không biết là kem chống nắng nó nằm ở bước nào, thì em xin nói với mọi người đó là kem chống nắng hiện tại em thì do là trước giờ em cũng sử dụng mỹ phẩm nhiều và được rất nhiều bạn tư vấn, ngoài ra nữa thì em cũng có kinh nghiệm, em đã làm việc nhiều bên mảng về mỹ phẩm và về spa, về thẩm mỹ luôn. Thì kem chống nắng nó sẽ nằm ở cái bước phía sau cái bước kem dưỡng nha cả nhà ơi. Đây, khi các chị dưỡng da cho mình xong rồi á thì mình sẽ sử dụng một cái lớp dưỡng ẩm cho da của mình đi. Đây, ban ngày thì mình sẽ sử dụng kem này, sau đó tiếp tục sử dụng thêm một lớp kem chống nắng nữa. Kem chống nắng mình sẽ lấy một cái lượng vừa đủ nha mọi người, tại vì khi mà mình lấy ít quá mà em thấy là mình nên chấm đều đi cả nhà, tại vì nếu mà ở vùng này nè nó quá nhiều kem chống nắng, những cái vùng còn lại mà nó sót nó không có kem chống nắng á, thì cái vùng nào mà nó sót nó không có kem chống nắng thì cái vùng đó nó giống như chị chưa có mặc cái áo chống, mà chưa có mặc cái áo chống nắng phủ lên á, thì nó vẫn bị tiêu UV nó xâm nhập vào được, nên thành ra mình phải thoa cho nó đều ra nha cả nhà, để dàn trải hết chỗ nào cũng được bao bọc hết. Và khi đối với kem chống nắng này, một cái quy tắc nữa, khi mình đã sử dụng kem chống nắng, mình đã dưỡng da thì buổi tối nhớ tẩy trang cho em. Nó giống như một cái quy chợ, giống như một cái dòng tuần hoàn vậy đó. Muốn dưỡng da phải làm sạch xong thì dưỡng xong thì phải bảo vệ, tại vì nếu mà chị dưỡng xong mà chị không bảo vệ, chị không chống nắng thì giống như là những cái bước dưỡng còn lại nó cũng sẽ vô nghĩa. Còn khi mà chị sử dụng chống nắng không á, mà chị không dưỡng dưới da thì da của mình thiếu dưỡng chất, nó sẽ bị khô và nó bị khô nè. Tại sao có nhiều chị mà sử dụng kem chống nắng lại nói là không biết sao sử dụng mà đi biển về da của tôi nó là bị hơi bong nữa, mà lâu lâu mới sử dụng lần. Đó là lý do đó các chị cứ chống nắng lên mà không hề cho dưỡng chất ở dưới thì da của mình nó sẽ bị khô nha cả nhà. Ban đêm dùng kem chống nắng được không chị? À chị ơi, đối với ban đêm á thì thật sự á, kem chống nắng mọi người cứ nghĩ là trời nắng thì mới chống, đó là một điều sai lầm nha. Tại vì giống như hiện tại đi, em đang ngồi ở đây có rất là nhiều ánh đèn nè, có cái ánh sáng xanh của điện thoại nè, thì đây cũng là những cái bức xạ, những cái tia UV nó sẽ đi vào da của mình, nó làm da mình tăng sinh những gốc melamin giúp da của mình sạm màu. Thì ban đêm mình vẫn sử dụng kem chống nắng, nhưng mà mình sử dụng khi mà mình đi ra đường hoặc mình đi công chuyện thôi, hoặc là mình đi chơi gì đó thì nên sử dụng thêm một cái lớp này để phủ, để tránh ánh đèn, tránh những cái tia UV còn sót lại. Nhưng mà riêng khi đi ngủ rồi thì da của mình là không chống nắng nữa, mình sẽ làm sạch hết luôn. Giống như cái bước nãy giờ em làm á các chị, mình làm sạch chưa, mình làm sạch bao luôn. Và bắt đầu mình sẽ dưỡng cho da ban đêm, bắt đầu mình sẽ dưỡng kem đêm này trước 30 phút đi ngủ. Đó, thì nó sẽ đạt cái hiệu quả tối ưu nhất. Mình sẽ làm sạch da xong rồi mình sẽ dưỡng kem đêm, mình sẽ dưỡng những cái bước tinh chất rồi xong mình sẽ qua kem đêm rồi mình đi ngủ. Rồi riêng ban ngày thì mình sẽ chống nắng. Chống nắng ở đây nó là SPF 50, thì SPF này các chị có thể nhân với 10 phút ra nắng thì nó sẽ tương ứng là tầng gần 8 tiếng. Nhưng mà khi mà giống như là các chị làm văn phòng á là vẫn chống nắng cho em nha. Tại vì những cái tia UV nó có thể xuyên qua 7 lớp luôn, nó xuyên qua được cửa gương nè, xuyên qua được nước luôn nè. Nên thành ra nhiều khi ở trong bóng râm á, nó da của mình tại sao nó vẫn nám. Có các chị nếu mà để ý á, thì những cái chị mà làm văn phòng nè, hoặc là các chị làm ở trong những khu xí nghiệp á, họ hoàn toàn không ra đường luôn, buổi sáng họ đi làm, buổi chiều họ về. Nhưng mà các chị đều dường như là ai cũng có hay bị sạm và hay bị tăng sắc tố vùng này nè. Đó là lý do chính, là do ánh đèn nè, tia UV nè, điện thoại nè, máy tính nè, nó làm da bị sạm đó. Nên thành ra dù ở nhà nè hoặc là ban đêm trước các chị có buổi tối đi chơi hay đi sinh nhật gì đó thì vẫn sử dụng thêm kem chống nắng giúp em. Sau đó rồi khi mình về nhà rồi mình sẽ tẩy trang đi.
Và các chị đừng bao giờ lo bí da nha. Bí da ở đây là gì? Bí da ở đây là khi mà các chị trang điểm rồi, make up quá trời luôn, chống nắng rồi luôn, mà tối mà không tẩy trang, không vệ sinh da mà đi ngủ luôn á là bí da. Còn riêng á, khi mà các chị đã vệ sinh da của mình rồi thì ban đêm các chị dưỡng da, thì những cái sản phẩm mà dưỡng da cho ban đêm á, nó đã được nghiên cứu lên cho ban đêm rồi, nên thành ra nó vô cùng mỏng và vô cùng dịu nhẹ cho da. Nó giống như nó hỗ trợ cho da của mình á, giống như giờ chị các chị tập thể dục thì các chị có thêm những cái máy để mà nó hỗ trợ, để mà nó lên cơ này kia nọ, gập bụng này đi, thì cái dưỡng ban đêm nó cũng giống như vậy, nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình mà da của mình phục hồi lại á, thì các chị đưa thêm dưỡng chất vào thì da của mình nó sẽ khỏe và đẹp hơn đấy. Thì đó là dưỡng da, nên thành ra là kem chống nắng mình sẽ sử dụng như vậy luôn nha các chị. Các chị nào mà hiện tại chưa biết kem chống nắng sử dụng như thế nào hoặc là ở những cái bước nào thì cứ inbox cho nhãn hàng sẽ tư vấn cho mình ạ. Rồi à, chị Như Quỳnh chị đang chị bảo là em dùng chống nắng 3 năm nay vẫn chưa thấy loại nào khác được luôn. Lancy quá xuất sắc. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Đây là một trong những cái bình luận và rất giống như rất nhiều cái bình luận đó, những khách hàng thân thiết của Lancy là khi mà đã sử dụng Lancy rồi là có một cái tình yêu, một cái đam mê với Lancy là dường như không sử dụng sản phẩm khác được nữa. Tại vì là Lancy luôn yêu chiều cái làn da phụ nữ Việt Nam, thành ra rất là chú trọng về cách là dưỡng và chăm sóc cho da. Cảm ơn chị rất là nhiều chị Quỳnh ơi, chị Như Quỳnh ơi. Dạ rồi, thì hôm nay á, thì giống như hồi nãy buổi đầu live và hồi nãy giữa live em cũng đã có nói, hôm nay chúng ta mua 3 sản phẩm bất kỳ của nhà Lancy thì các chị sẽ được nhận một cái phần quà, đó là một chiếc gương vô cùng sành điệu luôn, được từ bao da đây, đến từ nhãn hàng của Lancy, được in dòng chữ của Lancy trên cái bao da này, nó được dập chìm vô trong đây luôn vậy nè cả nhà ơi. Đây, và đặc biệt nữa là nó vô cùng tiện lợi và rất là sành điệu luôn. Ai đã là khách hàng thân thiết của Lancy rồi thì không thể nào bỏ qua em này được. Em này mà các chị mà đi chơi nè, đi cà phê nè, rồi xong á hả, bỏ trong một cái túi xách, bắt đầu mình đem ra, bắt đầu mình ngồi soi gương, mình đánh son thôi, nhìn cũng rất là sang luôn á cả nhà ơi. Đây là cái phần quà mà của Lancy muốn tri ân đến những cái khách hàng đã đồng hành, đã cùng đi với Lancy, và những khách hàng đang muốn tìm hiểu với Lancy thì sẽ được cái phần quà này. Thì đây là một cái phần quà cực kỳ hấp dẫn luôn. Các chị hãy inbox ngay cho em ngày hôm nay để anh chị để được nhận cái phần quà này đến từ Lancy và cùng được dưỡng da và chăm cái làn da của mình. Cái này là vừa nhận quà sinh mà vừa được chăm da của mình nữa. Các chị ơi, các chị còn những cái gì thắc mắc nữa, những cái gì mà cần tâm sự, cần chia sẻ nữa không, hoặc cần những câu hỏi đối với những chị nào nãy giờ bắt đầu mới vừa vô like á, mới vừa vô xem á, mà chưa có coi được cái quy trình chăm sóc da ban đêm á, thì các chị có thể inbox cho bên nhận hàng thì bên em sẽ hướng dẫn cho mình, và chắc chắn là tụi em sẽ gửi cho chị một cái clip để mà làm cái quy trình hướng dẫn cho da nha. Dạ rồi. Chị Hằng Môn ơi, chị nãy giờ em tư vấn em ngồi hướng dẫn như vậy á, chị có cái gì thắc mắc nữa không chị? Nếu còn thắc mắc gì nữa thì chị cứ inbox cho em nha. Còn khi mà mình chống nắng xong rồi á, các chị chống nắng xong rồi, các chị bắt đầu cái gì có thể dựa trang điểm makeup lên. Khi mà dùng Lancy rồi thì em nghĩ là các chị cũng giống như em á, là rất là lười makeup, thường á là giống như tối giản hết luôn á. Thường ngày xưa là em phải đánh nền nè, đánh lót, đánh nền, đánh rất là nhiều thứ. Nhưng mà từ khi mà dùng Lancy rồi á thì em chỉ có việc là em dưỡng chống nắng xong rồi em đánh má hồng, rồi em mascara, rồi đánh son là đi làm thôi. Không biết là có chị, không biết có tình yêu nào ở đây giống như em không, chứ hôm bữa là em inbox rất là nhiều chị khách thì chị khách nói là khi mà dùng Lancy giờ dường như là bỏ ra được cái bước makeup gầm rạ luôn á, chỉ làm nhẹ nhàng một tí xíu để tạo điểm nhấn thôi. Thì hôm nay cái buổi live của này bữa nay thì cũng đã thời lượng nó cũng đã kéo dài bao nhiêu rồi ta, một tiếng chưa cơ.
Rồi cũng đã 1 tiếng rồi, thì các chị chắc cũng đã mệt mỏi mệt rồi, nên thành ra là bắt đầu chúng ta các chị chuẩn bị đi nghỉ rồi phải không ạ? Thì em cũng sẽ chuẩn bị kết thúc live ở đây nha. Những chị nào mà có những câu hỏi, những thắc mắc nào nè, muốn được nhãn hàng giải đáp nè, thì cứ inbox trực tiếp về fanpage nha cả nhà. Thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình. À, chị Bích Diễm nói là chị y chang luôn. Đúng rồi chị ơi. Là mình tối giản được rất nhiều luôn phải không chị? Giống như là em buổi sáng mà lo cho bé đi học, nếu mà giống như ngày xưa con gái mà em cứ ngồi mà em trang điểm em make up nữa là hết thời gian luôn. Nhưng mà thật sự là từ ngày có Lanxy si tới giờ em tự tin hơn rất là nhiều luôn. Và thật sự là khi mà em sinh bé cũng được, bé em cũng 6 tuổi rồi đó, thì cái da em từ ngày biết Lanxy si giờ cũng 3 năm rồi, thì nó cải thiện rõ luôn. Hôm nay em mới dám lên đây để mà tẩy trang, để mà ngồi chia sẻ cùng cả nhà, chứ hồi trước là không giờ dám như vậy đâu. Tại vì hả, da thì do cái nền da của em nó không được khỏe, nên thành ra là nó cũng bị tăng sắc tố rất là nhiều vùng này nè. Nhưng khi em sử dụng Lanxy tới giờ thì da của em dường như là nó thay đổi hẳn luôn. Ở cái vùng sạm này của em nó mờ hẳn bây giờ, các chị phải soi kỹ lắm luôn á mới bắt đầu mới mờ mờ mới thấy được cái khúc này của em nó bị sạm. Chứ ngày xưa sau khi em sinh xong là da em vùng này là nó lên 2 cái mảng nám đen luôn á cả nhà. Khi em dùng Lanxy tới giờ là da của em nó cải thiện hẳn luôn. Chào chị Mai Spa. Chào chị Thị Chiếp. À chị Thị Chiếp, chị Thị. Chào chị ơi, nãy giờ là chị vô like, chắc là có thể một tí nữa em sẽ đăng lên trên cái bay á, mình có thể coi lại cái quy trình mà cách hướng dẫn chăm sóc da. Không thì em sẽ làm một cái clip em sẽ gửi qua cho các chị về cách chăm sóc da như thế nào. Hôm nay em nói hơi nhiều á, nên thành ra là cái thời gian mà em làm sạch da này, em dưỡng da nó hơi bị lâu. Chứ thật sự mình khi mà chị tiến hành mà chị tự làm á thì thời gian nhanh lắm, em đã tính hết rồi. Lại thời gian của mình có quy trình mà để em làm đúng luôn á, thì tối giản có thể kéo dài từ 5 đến 7 phút thôi, không lâu nữa, cho buổi sáng và buổi tối. Thì chắc chắn luôn, chị em phụ nữ của mình đã hy sinh quá nhiều rồi, thì cái thời gian mà dành cho mình 7 phút buổi sáng và 7 phút buổi tối thì nó không có nhiều, nên thành ra là chúng ta sẽ dành được để mà chăm chút cho bản thân của mình đẹp lên từng ngày luôn, đúng không ạ? Dạ rồi, tiếc quá bây giờ các chị bắt đầu vô rất là nhiều luôn nữa rồi nè. Mà bây giờ thì cái like của mình đã kéo dài hơn 1 tiếng rồi, nên thành ra là các chị xem like lại giúp em nha. Em sẽ đăng trực tiếp lên trên bay luôn ạ. À, các chị cứ quay lại lên cho nó xem, còn không thì cứ inbox em sẽ gửi clip qua, cái clip em hướng dẫn các chị sử dụng ạ. À, dạ rồi, thì bây giờ em sẽ kết thúc like nha cả nhà ơi. Em rất là